Xin kính chào quý vị, chúc quý vị một ngày mới tốt lành. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đón xem những thông tin nhanh nhất, chính xác nhất về giá vàng trong nước và trên thế giới được cập nhật sớm nhất hàng ngày trên báo Công Thương. Sau đây là thông tin giá vàng ngày hôm nay, ngày 16 tháng 11 năm 2023. Dạng sáng nay, giá vàng trong nước tiếp tục được các cơ sở kinh doanh điều chỉnh tăng giá. So với dạng sáng qua, giá vàng đã tăng thêm 210.000 đồng một lượng, theo đó, giá vàng Doji được niêm yết ở mức 69,70 triệu đồng một lượng mua vào và 70,55 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 150.000 đồng ở cả hai chiều. Tại công ty vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SGC ở mức 69,60 đến 70,35 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra. Trong khi đó, giá vàng SGC tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu đang được giao dịch ở mức 69,76 đến 70,50 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Như vậy, so với dạng sáng ngày 15 tháng 11, hôm nay cơ sở kinh doanh này đã điều chỉnh tăng thêm 200.000 đồng ở chiều mua vào và 130.000 đồng ở chiều bán ra. Trong khi đó trên thế giới, theo Kitco, giá vàng ghi nhận lúc dạng sáng với giao dịch ngay ở mức 1959,840 đô la Mỹ một ounce, giảm 3,38 đô la Mỹ so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 56,678 triệu đồng một lượng. Như vậy, chênh lệch giá vàng trong nước thế giới đang ở mức 13,122 triệu đồng một lượng.